ơi, à, để em thay dép xong rồi lên lầu em nói cái này cho chị nghe. Gì vậy? Ngồi xuống đây đi. Chị còn nhớ cái bạn hôm bữa cho em kẹo không chị? Bạn nó nói hôm nay sẽ tới nhà mình chơi đó. Chị nhớ làm món chuối chiên cho em nha. Em đã nói với bạn đó là chị làm món chuối chiên ngon nhất Sài Gòn luôn á. Không có được đâu. Đây có phải là nhà mình đâu mà em tự tiện dẫn bạn về vậy? Nhưng mà em chỉ chơi trong phòng này thôi, sẽ không làm phiền ai đâu mà chị nha. Không có được đâu. À, hay là chị cho tiền em đi chơi với bạn nha. Thôi, em thích chơi ở nhà hơn à. Nha chị. Chị đã nói là không có được mà. Sau này á mình có tiền mua nhà đi, rồi em muốn dẫn bạn về cũng được. Chị lúc nào cũng nói sau này, bộ chị không một câu nói khác nữa hả? Chị làm em thất hứa với bạn, chị có biết là em xấu hổ với bạn lắm không? Em nói nhỏ nhỏ thôi, cả nhà nghe bây giờ á. Em còn muốn nói lớn luôn nữa. Chị đúng là cái đồ đáng ghét. Cái con nhỏ này bữa nay bị cái gì vậy? Chị còn quýnh em nữa hả? Chị đúng là cái đồ đáng ghét nhất trên đời này luôn á. Cái con bé này. Nè Tâm Anh, em phải để giày dép gọn gàng vô chứ. Giày em muốn để sao kệ em. Nè, đứng lại coi. Chuyện này hơi bị vui rồi nha. Em làm cái gì vậy hả Tâm Anh? Chị dạy em hỗn hào vậy sao? Nè Tâm Anh. Chuyện gì nữa? Em để giày lên sao để kệ em chứ. Em đừng có hét lên được không? Chị đã nói là không được hét lên rồi mà. Cái đồ đáng ghét. Em làm cái gì vậy hả? Mau đi ra ngoài dọn giày lại cho chị đi. Nhanh lên. Không. Đó. Đi. Giỡn người ta mà. Sao vậy trời? Có gì đâu mộng hiểu. Gần mực thì đen, gần đen thì sáng. Bây giờ cô tới trường bằng xe buýt hả? Giờ tôi đi xe buýt tới trường cũng 1 tiếng á. Giờ đi luôn chưa? À, tôi đi luôn. Để tôi lấy xe. Thôi, không cần đâu. Tôi có trạm xe buýt ở đây nè. Gần tôi bộ ra tôi đi xe buýt lên trường là được rồi. Thì đúng rồi. Cô đi tới trường bằng xe buýt. Lấy xe của tôi đi làm mà. À, cô tưởng tôi lấy xe cho cô quá giang hả? Trời, ai thèm tưởng vậy. Vậy anh đi trước đi. Ờ, giờ tôi đi trước nha. Cảm ơn anh bữa ăn nha. Không có gì. Làm như thèm chở đi giùm lắm. Sao quặn dữ vậy ta? Ê Tâm Anh, lại đây nè. Mày đang muốn chọc tức chị của mày đúng không? Lại đây, tao chỉ mày một cách dễ lắm. Bây giờ mày chỉ cần mày quăng đồ chơi của tao bừa bãi thôi, chị mày sẽ tức điên lên liền. Thử không? Thôi, mình không cần đâu, cảm ơn bạn. Làm chi? Em chơi xong thì phải dọn lại cho gọn gàng đó nha. Em không dọn đó thì sao? Bè. Chắc là coi cái đồ đáng ghét. Em làm cái gì vậy? Còn muốn chọc tức chi nữa hả? Chị mệt lắm rồi đó nha. Kệ chị chứ, chị tự dọn đi. Bleu. Tránh ra coi cái đồ đáng ghét. Thiệt tình. Ô, chị đang bị cảm hả? À, không có. À, Tâm Ý hả? Dạ. Nè, hôm nay con không cần phải nấu cơm tối nha. Hôm nay là sinh nhật của chú Ngọc, cả gia đình đã đi ra ngoài ăn tối rồi. Dạ. À, cô dặn nữa, cô thấy mùng mình chiếu gối nhà mình dơ hết rồi, con giặt giùm cô nha. Dạ. Chị uống thuốc chưa? Nè Tâm Anh, chị nằm mày làm xong bài tập mày đưa cho tao nha.
Tâm Anh. Từ lúc mày chuyển tới nhà tao á, đây là lần đầu tiên tao cảm thấy thích mày á. Nè, ăn đi. Nhưng mà... không có nhưng mà gì hết trơn á, tao thương tao mới cho ăn. Tâm Anh, lấy cái chân lên cho chị. Tâm Anh à, xin lỗi. Nhưng mà chị ơi, chị cho em chơi thêm một lần nữa thôi. Em sẽ gấp được mà, em đã học một cách chơi rồi đó. Em vẫn chưa biết sai nữa hả Tâm Anh? Chị cho em thêm 10 ngày nữa thôi mà, cho thêm 10 ngày nữa thôi, em sẽ gấp được mà. Em tỉnh lên đi Tâm Anh. Em mà cứ như vậy hoài á là mình trắng tay thiệt đó. Chị không ngờ em đã làm vậy luôn á. Đừng có gọi chị là chị nữa. Thôi mà chị, đừng vậy nữa mà, em biết lỗi rồi. Em hứa, em không chơi nữa đâu, em hứa. Thiệt không? Thiệt mà, em nói xạo chị chi. Móc méo đi chị mới tin. Hứa đó nha. Xin hứa. Ủa, tới phiên bại rồi hả? Vậy đưa mình chơi cho, mình có kinh nghiệm lắm đó. Hết tiền rồi mà bày đặt bom chen, mình còn có kinh nghiệm nhiều hơn bạn nữa. Xích ra. Nè, làm gì mà xua đuổi người ta dữ vậy? Chỉ cần có tiền là được chứ gì? Được thôi, đợi đó mình sẽ quay lại cho coi. Hồi nãy em đi đâu vậy? Chị ơi, chị cho em 10 ngàn đi. À không, 20 vuông đi chị. Em mua dụng cụ học tập á. Mua dụng cụ học tập hả? Ừ. Có chắc là em mua dụng cụ học tập không đó? Chắc mà, chị cho em đi. Thôi, đi mua chung với chị. Chị không có tin em được đâu. Không. Em muốn đi một mình. Thôi, chị đưa cho em lẹ lên đi. Thôi, chị không có tin em được đâu. Chị nói nhiều quá à, chị đưa cho em lẹ lên đi. Ôi, em bị cái gì vậy? Chị làm gì vậy? Ngồi xuống đó. Làm hết bài tập cho chị, trong vòng 1 tiếng mà không làm xong á thì đừng có đòi ăn cơm. Học, 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 học hoài. Mình đã nói mình sẽ quay lại mà.
chị không? Chị ơi, chị bỏ em ra đi. Nếu như gấp đồ em sẽ không lấy tiền nữa. Em nói đi. Em ơi, tiền đó là tiền chị, em mà phải nhịn răng nhịn mặt chờ ngày gặp lại ba sẽ dùng nó. Em mà cứ như vậy hoài á thì chị biết nói làm sao với ba hả? Em mà còn gấp tiền nữa thì chị em mình về thúi ở đây, đừng có ở đây nữa. Còn không á thì chết ở đây cũng được. Ha ha ha.